Minh là nhỏ hay nào? Kiểm tra lại xem là một năm vừa qua chúng ta đã làm được những gì, có thực hiện được cái mục tiêu mình mong muốn hay không, và từ đó có thể là kiểu phấn đấu hơn. Thế nhá, bye bye, chúc các bạn vậy thôi, chúc các bạn một năm mới vui vẻ và có thật nhiều niềm vui và đạt được mục tiêu của mình. Cùng vào phần bình luận nhá. Một vài giọng nói bắt đầu lạc nhịp. Như vậy là mồm trâu à? Mồm trâu. Mất lấy được.